Điều mà nhà nông rất quan tâm là các nhà khoa học dự đoán đến năm 2050, với sự bùng nổ của dân số thì nhu cầu về lương thực, thực phẩm sẽ tăng gấp đôi so với hiện nay. Trong khi đó thì lượng đất canh tác dường như được xem là không có sự thay đổi. Để đạt được đúng như dự đoán, đòi hỏi phải có sự thay đổi rất đáng kể. Microbio và Biorational Insecticide tự hào là một trong những thành tựu đổi mới của tương lai. Điều đó nói lên rằng chúng tôi tập trung phát triển các giải pháp công nghệ kỹ thuật mới trong ngành nông nghiệp bằng việc khai thác và hoạch định thiên nhiên. Thành công từ việc tổng hợp của hơn 50 chủng vi sinh có lợi trên hành tinh kết hợp với việc sử dụng công thức và công nghệ tiên tiến. Những kết quả mà chúng tôi đã đạt được là gì? Tốc độ tăng trưởng và sản lượng tăng cao khi sử dụng các sản phẩm làm từ tự nhiên nhưng phát triển nhiều lương thực hơn và luôn luôn bảo vệ được môi trường sinh thái. Thực chất, những gì đang xảy ra trong đất trồng bằng sự quan sát thông thường, chúng ta không hiểu hết điều gì đang xảy ra bên trong đất trồng, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho chúng ta dễ dàng bỏ qua những tương tác hóa sinh học diễn ra trong đất như thế nào trong việc giúp cây trồng hấp thụ tốt các dưỡng chất. Thực tế, có một thế giới khác luôn luôn hoạt động dưới chân của chúng ta, nơi mà cây trồng, đất trồng và những khoáng chất thật sự đang tương tác với nhau và hoạt động để tạo ra các chất dinh dưỡng mà con người chúng ta đang hấp thụ mỗi ngày. Vậy, ai làm công việc giúp cho các quá trình tương tác xảy ra dễ dàng và hiệu quả hơn? Câu trả lời là các chủng vi sinh có lợi. Tùy vào cấu trúc phức tạp khác nhau mà các cây trồng đòi hỏi sự hấp thụ các dưỡng chất khác nhau. Các chất dinh dưỡng được thể hiện qua yếu tố đa lượng như nitơ, phosphor, kali, v.v. rất cần thiết cho đất trồng và sự phát triển của cây trồng. Nguồn trung lượng magie, lưu huỳnh và canxi giúp hỗ trợ việc trồng trọt và là điều kiện đủ cho yếu tố đa lượng. Yếu tố trung lượng giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất không khí và cải thiện môi trường. Còn các yếu tố vi lượng như bo, clo, magan, sắt, nickel, đồng, kẽm, molybden với lượng nhỏ nhưng rất cần thiết đối với sự phát triển của cây trồng và hỗ trợ rất đắc lực trong việc hấp thụ các dưỡng chất cần thiết cho cây trồng. Các yếu tố vi lượng thực hiện chức năng hậu kỳ, đặc biệt trong việc kích hoạt các chức năng quan trọng cho cây trồng. Các yếu tố vi khoáng như hydro, carbon và oxy được chiết xuất từ trong không khí và nước chiếm phần lớn trọng lượng của cây trồng. Để giúp cho một cây trồng phát triển khỏe và tốt, đòi hỏi có sự chăm sóc và quá trình phát triển tối ưu. Đó là lý do tại sao công nghệ sinh học lại đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình như vậy. Chất dinh dưỡng vốn dĩ đã có sẵn trong đất, nhưng chúng cần được phá vỡ sự liên kết từ việc hòa tan trong nước để cây trồng có thể từ đó hấp thụ dễ dàng thông qua hệ thống rễ. Dường như đa phần các chất dinh dưỡng không thể hòa tan hết được, vì vậy khả năng cây trồng hấp thụ tốt nhất dưỡng chất còn rất hạn chế. Thêm vào đó, côn trùng, sâu bệnh, tuyến trùng và các nấm mốc độc hại vốn có trong đất trồng luôn luôn trong tư thế sẵn sàng để có thể tấn công và phá hoại cây trồng bất cứ giai đoạn nào. Các chất dinh dưỡng sẽ được cây trồng hấp thụ khi có sự góp mặt đầy đủ của các điều này. Vi sinh có lợi trong đất trồng. Nếu vi sinh có lợi trong đất trồng đủ trong đất, chúng sẽ thực hiện hai nhiệm vụ chính. Một, giúp phân giải các chất dinh dưỡng khó hấp thụ, từ đó cây trồng có thể hấp thụ và sử dụng dễ dàng hơn. Hai, dĩ nhiên là sẽ đồng thời khắc phục và ngăn cản các tác nhân gây hại cho đất và cây trồng. Như đã đề cập trước đó, Microbio có chứa hơn 50 chủng vi sinh có lợi và tốt nhất địa cầu, luôn trong tư thế sẵn sàng phá vỡ và tương tác với các chất dinh dưỡng phức tạp trong đất để cây trồng có thể dễ dàng hấp thụ. Thông qua việc cô lập carbon và quá trình cố định đạm, quá trình phân giải lân và các quá trình tương tác khác, nếu microbio là điều kiện cần giúp cho cây trồng hấp thụ được hết các dưỡng chất cần thiết để cây trồng phát triển khỏe và phát triển tốt, thì Biorational Insecticide được tạo thành từ các vi khuẩn, thực vật và khoáng chất có từ trong tự nhiên để làm nhiệm vụ ngăn chặn côn trùng, tuyến trùng, nấm mốc và những yếu tố gây hại khác, là điều kiện đủ giúp cho cây trồng phát triển, đặc biệt là trong giai đoạn 30 ngày đầu sau khi gieo trồng. Biorational Insecticide mang lại dòng sản phẩm bảo vệ thực vật mang tính an toàn, thân thiện với môi trường, đồng thời hoàn toàn thay thế được thuốc diệt côn trùng, sâu bọ, nấm gây hại sử dụng công thức hóa học. Sự kết hợp của Microbio và Biorational Insecticide thúc đẩy cây trồng phát triển khỏe mạnh, bảo vệ môi trường sinh thái. Đây là sự kết hợp hoàn hảo, mang lại một giải pháp tối ưu.
trong khi bioresinol insecticide giúp thực vật chống lại các tác nhân gây hại trong môi trường, thì các vi sinh có lợi trong microbial giúp cây thực vật phát triển tốt và mạnh khỏe hơn. Vì thế, thực vật phát triển lớn hơn và khỏe hơn, giải pháp tối ưu và thân thiện với nhà nông. Hãy để chúng tôi giúp cho cây thực vật phát triển hết tiềm năng vốn có của chúng. Điều này đồng thời không chỉ bảo vệ bề mặt của đất trồng, bên dưới bề mặt đất trồng, giúp bảo vệ hệ thống rễ phát triển khỏi những sự đe dọa từ tuyến trùng nấm gây hại, sâu ở rễ và các yếu tố gây hại khác. Chúng tôi luôn tự hào mang lại những yếu tố từ thiên nhiên là bằng việc khai thác sức mạnh của các vi sinh hữu ích nhằm tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng, cho phép cây trồng phát triển mạnh và tốt hơn và giúp tối ưu hóa hiệu quả đầu vào. Sự kết hợp của microbial và bioresinol insecticide mang lại sự khởi đầu mạnh nhất. Đây là cơ hội cho việc mang lại năng suất tối ưu. Tất cả được diễn ra dưới chân ta, bên trong lòng đất, nơi mà các vi sinh được hiểu là nhà nông thực thụ làm việc tốt nhất và hoàn hảo nhất. Hàng tỷ vi sinh cùng nhau thực hiện nhiệm vụ của chúng trong việc mang lại nguồn lương thực thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm dinh dưỡng và cải thiện môi trường sinh thái.